nó không có cơ chế kiểm soát về nhiệt lượng, dẫn đến câu chuyện đặc biệt một số người sử dụng cái dao đốt thường mà lại dùng cái cường độ nó lớn quá, cường độ dùng điện nó lớn quá, để khi cường độ dùng điện nó lớn quá thì nó được cái ưu điểm là cầm vô đốt một cái nó cháy nguyên cục là chắc chắn không chảy máu nữa. Nhưng mà ngược lại khi cái nhiệt lượng nó lớn quá như vậy thì nó sẽ gây ra một cái bỏng, em để ý một cái thương bỏng nó rất là đau, nó nhức nhối dữ lắm. Vì tại sao nó bỏng lên thì cái quả phản ứng viêm tại chỗ á, nó xảy ra rất là lâu và thứ hai nó rất là mạnh, dẫn đến nó phóng thích những chất gây đau và nó làm đau nhiều. Nguyên tắc đau là do các yếu tố, các cái chất gây đau nó phóng thích ra. Cho nên em lý do muốn hỏi bác sĩ tại sao nó không đau là nghĩa do bác sĩ lại lo nhau. Bây giờ thực ra là bên Mỹ á, người ta làm á thì thứ nhất đó là cái kiểm soát đau người ta rất là tốt, vì nguyên tắc ở Mỹ mà, ở đây bắt học ở Mỹ là như vậy. Thứ nhất làm gì cho khách bệnh nhân họ quay trở về cuộc sống bình thường, họ quay trở về công việc càng sớm càng tốt. Ở Mỹ có ý định đó là làm bốn món, bốn món là có duyên với nhau đúng không? Nhưng mà thấy không, ví dụ em khi em làm bụng với khi em làm mũi, bác nói làm hai thứ thôi, không làm nữa, vì thứ nhất đó là sự an toàn cho em. Một cái cục mổ ở đây bác sĩ gây mê thuốc mê giờ nó tốt lắm, em thấy bây giờ người mê ở Việt Nam người ta làm đâu có thua gì Mỹ đâu, thời gian mổ dài nhưng mà đâu có thua gì Mỹ đâu đúng không? Mình tỉnh dậy mình quá ra đó, thì cái đó là cái quan trọng, chứ bây giờ không có họ bắt cũng không làm được. Thứ hai là mình làm cái nhẹ nhàng thì sau đó nó sẽ không đau. Cho nên tại sao là khi mổ đó thì bác nói là thôi em làm hai món đi, đừng có nói gì khác nữa, làm đúng hai món, khi nào đẹp á, khi mình thẩm thấy hài lòng để làm cái khác. Nửa thời gian nhưng mà mắt chưa, mắt là chưa làm, vì đâu cũng thấy dương và nâng cái mũi lên rồi, cái đuôi mắt nó đã đi ngang được rồi thì mình không thể tốn tiền, mình để cái tiền đó từ từ sau khi mình lớn tuổi, mình là già rồi, mắt nó sụp xuống thì mình phải làm, hiểu không? Mình làm nó phải mang được một là cái hiệu quả tức thì, có nghĩa là cái hiện tại mình làm xong nó đẹp, nó vừa lòng. Cái thứ hai nó phải mang cái lâu dài. Lâu dài có nghĩa là sao? Mình xài ra cũng được mấy năm chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ đùng cái nó chút xíu đó, mình em cắt cái đùng, bây giờ cái tuổi này là một, cái thứ hai mình thấy nó dài rồi, cứ muốn nó bơ phát, muốn nó 10-10 mình làm cái xong đó, bắt đầu mình tới cái tuổi nó lão hóa nhanh. Bây giờ có một cái giai đoạn tuổi nó sẽ lão hóa nhanh, thì lúc nó cái giai đoạn nó hóa nhanh thì cái kết quả nó sẽ đổ xuống, cái cuối cùng mình là tốn tiền nữa chứ đâu có ai làm công cho mình đâu, đúng không? Ok không? Ở bữa nói cháu còn biết làm ngực khỏe không, chưa bác sĩ làm bụng dưới ngực đó, sao cũng là tham, đúng là mà làm nó không làm, đâu có nhận, làm nó không nhận, vì nguyên tắc bác là an toàn tính tiền, tại vì bác sẽ không nhận. Mới nói bác sĩ cũng nhận đâu cảm lại nhiều người mà họ tới là hướng dẫn, họ mình nói họ như cốc cắn á, cái họ tưởng mình chảnh mà không phải chảnh, cái đó là an toàn, cái đó là biên giới an toàn. Cái đi chỗ khác làm đi chứ bác không làm, cái họ cái ông này ông chảnh đưa tiền cho ông chảnh, ai muốn đi đi làm đi kiếm tiền mà, nhưng mà ngược lại phải an toàn em nha. Ok ha, đầu tí về đi nha, về đi chơi đi. Có nghĩa là sao mổ không có thực sự, nhưng mà ví dụ như đúng rồi, cái gì cũng tốt, nhớ thuốc là hai mặt hết. Rồi ví dụ như khách mà ở tỉnh có thể là bắt cho 3 ngày, nhưng cũng có thể có những người mà sẽ cho 5 ngày khi các xét nghiệm họ có yếu tố gì đó, em hiểu không? Vì ở cái môi trường Việt Nam và môi trường nước ngoài hoàn toàn nó khác nhau, dẫn đến câu chuyện là cái hệ vi trùng sống bám trên cơ thể mình, trên da mình nó cũng sẽ khác nhau, dẫn đến câu chuyện là nhiều lúc về đây, tại sao nước ngoài, ở nước ngoài về ăn không sao đúng không, về đây đi ăn một cái uống một cái tiêu chảy hoài. Anh này như ở Houston à,